Nếu mà năm sau, năm 2019, nếu mà Hùng, Tuấn Anh không có người yêu thì là Hùng với Tuấn Anh là mời anh em. Ôi, phản ứng đôi, một bữa nhỏ. Mời toàn bộ anh em ở đây. Một cái bữa nhỏ nhỏ này thôi. Còn nếu mà trường hợp mà một trong hai người có người yêu thì là mỗi thì là người có người yêu không chịu. Người không người yêu, yêu. À, người chưa em chưa không nhận biết người chưa có người yêu chỉ có mình nữa còn còn nếu mà hai người đều chưa có người yêu thì là mỗi người hai người tự nhau. Đúng rồi. Ok ok. Thôi đóng dấu rồi, đóng dấu rồi, đóng dấu rồi. Cô sao rồi cô ơi? Chốt rồi nhá, tắt này, tắt này.